đâu thế? Đi mua đồ thì mà lâu vậy? Mua đồ đâu? Lần sau đi mua đồ thì đi nhanh nhanh lên. Đi đi bảo đi đâu mua đồ đi nhanh nhanh lên. Làm sao? Ngồi xuống. Tao bảo mày ngồi lên đi. Đứng lên. Tao bảo như thế nào? Mày đừng có cho tao, bố mày hơi đau rồi đấy. Người đi xăm về. Đính nêu chưa anh? Tao ấy, tao cũng tuyên bố mày từ bây giờ ấy. Nhà thì có lóc, hiểu không? Tao xăm. Xăm vào nó bị hổ báo. Tao mày rồi đứng vào xăm. Một khi là xăm, mày nhớ con hứa nhà chưa? Khi nào? Khi nào? Khi mình xăm thôi chứ tay. Không thích mày xăm thêm. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo này của mình. Thì hôm nay thì mình thực hiện một cái bản chôn để cho tất cả các bạn xem. Thì hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy này. Thì vừa mới đi xăm với các bạn ạ, đây. Đau quá các bạn ạ, đấy. Các bạn thấy hình xăm của Kiên nó như thế nào? Chắc chắn là nhiều bạn sẽ phản ánh là thằng này xăm xấu, rồi là sẽ nói sai với con người của Kiên. Nhưng mà thôi kệ các bạn ạ, bây giờ cái đam mê của mình với cả mình thích rồi thì mình xăm thôi. Còn là cái con người, cái tính cách thì nó không như mọi người nhìn được vẻ bề ngoài thì nó không có thể nhìn thấy được. Còn là Kiên xăm này, Kiên thấy nó đẹp với cả Kiên thích xăm thì Kiên xăm anh em ạ. Nhưng mà sau khi mà xăm xong đây, xăm hoàn toàn là thật nhá các bạn nhá, chứ không phải là xăm chôn giả gì cả. Đấy, đây là hình xăm này hoàn toàn là thật. Đấy, đi về và chín thật. Đấy, thì ngày hôm nay thì Kiên sẽ quyết định thực hiện một cái màn chôn, cũng chả phải là màn chôn nữa, nhưng mà đây gọi giống như kiểu một cái màn thử lòng đi. Đấy thì hiện tại thì Kiên đang ở nhà Thư và hai chúng mình vừa đang ở nhà nhau rồi. Thì bây giờ thì Thư vừa đi ra ngoài, thì bây giờ mình sẽ nằm ở đây và đợi Thư về để xem là Kiên sẽ thử lòng Thư là Kiên xong để xem là phản ứng của Thư như thế nào, bên này nó có nhìn thấy mình xăm kín ở chân như này nó phải ứng như nào. Chắc là nó đuổi mình ra khỏi nhà thôi chứ không như nào cả anh em ạ. Thì để xem màn chôn như thế nào thì anh em hãy đón xem cái clip này nhá. Ok, bây giờ thằng camera lắp ở kia đi, phần tủ kia đi. Đấy, chôn xong đây. Thì một lát nữa thì Thư về thì em quay nhá. Vâng, giờ thì anh sẽ nằm ở đây. Lát nữa thì anh đuổi ra khỏi nhà chú nữa để chú đang chiếu cho anh được. Để đấy anh em ạ, bây giờ tôi sẽ làm cái đắp chăn ở đây. Không có chuyện gì xảy ra anh em nhá. Một lát nữa thì bỏ chăn ra kiểu cái khẹt tí ấy, như nào nhá. Ok. Đi đâu thế? Đi mua đồ thì mà lâu vậy? Mua đồ đâu? Lần sau đi mua đồ thì đi nhanh nhanh lên. Đi bảo đi đâu mua đồ đi nhanh lên. Làm sao? Ngồi xuống. Tao bảo mày ngồi lên đi. Đứng lên. Tao bảo như thế nào? Tao bảo nốt đi mình xăm ở trên trường thôi. Mày dưới đi xuống là xăm. Mày đừng có giận tao. Bố mày hơi đau đấy. Vừa đi xăm về. Đính nêu chưa anh? Tao ấy, tao cũng tuyên bố mày từ bây giờ ấy. Nhà thì có lóc, hiểu không? Tao xăm. Xăm vào nó bị hổ báo. Mày rồi đứng vào xăm. Một khi là xăm mày nhớ con hứa nhà chưa? Khi nào? Khi nào? Khi một xăm thôi chứ tay. Không thích mày xăm gì? Tao không thích mày xăm thêm. Tao không thích mày hổ báo như thế này. Đây không phải là hổ báo. Cũng đây không phải là gì cả. Hiểu không? Thế các bạn mình thích. Mình thích cái hình xăm này thì mình xăm lên thôi. Mình có giải thích. Mình xăm lên. Mình có băn khoăn ở đây. Còn tao nói rồi, một khi mày xăm thì cứ theo lời hứa thôi. Ô, chứ bây giờ mày cứ nghĩ hình ai xăm là mày cũng dễ nghĩ, ai xăm mày cũng chia trách, ai xăm là mày cũng nghĩ con người ta xấu à? Tao bảo tao không nghĩ mày xấu, nhưng tao không thích mày xăm, mày hiểu không? Bây giờ lỡ tao xăm rồi, mày xăm thì xăm mày có thể thật không? Tao một chôn, xăm luôn, được chưa? Mày kì yêu sao được, xăm luôn rồi. Bây giờ mày không yêu thì mày kinh không phải yêu. Được ấy. Kinh cái gì? Đây là tao bảo đừng có xăm sùng đi rồi, quá đáng lắm. Mới đi màu thôi nên là nó hơi bẩn tí.
trông bấn bấn như cái thằng ngoài giường khóa trọ ấy. Rồi đến một ngày này đó, tao xong hết màu lên nên nhìn hơi đẹp. Bây giờ nó chưa lên màu hoàn thiện nên sao nó đẹp được. Xong đã bao nhiêu lần rồi, mà đừng bao giờ xong. Nó cứ hình ở trên ngực rồi, đã đặt hình trên ngực đẹp rồi đấy, bây giờ ngứa như thằng ghẻ ấy. Thế bây giờ đã xong rồi là như nào? Bây giờ mới nên là một tí màu đây nhìn nó lộn xộn thôi. Đã mang tiếng xấu với bố rồi, xong rồi bây giờ lại còn xong một này nữa thôi. Thế nhìn tay chân tao trắng à? Chân này trắng à? Tao nghĩ là mày chắc chắn rồi, bố ta sẽ chấp nhận rồi đâu. Vì một hình xăm. Thế chứ còn, bố ta bảo là không cho xăm, không thích xăm chủ gì nữa rồi còn gì. Không, chịu. Thôi, tao đi bây. Mày không nghe tao mà, đi về. Đúng rồi, đúng rồi. Xăm sủng đó mà đừng có xăm xăm. Thế như nào? Đi về. Đi vui mà. Không có vui. Kìa 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 kìa. Sao? Không, không vui. Sao? Bởi vì tao biết đây là thành xăm thật rồi, không phải giả không gì cả. Tao sợ tao biết rồi, mày lừa gì thì tao, còn thôi đi về. Đi về. Mai sang nói chuyện sau, anh đi về. Cái quên mày đi, cái gì mày nhà mày, mày ở lại đi. Thôi tắt cái nào. Thôi đi. Thôi đi. Mày ở đây đi, mày nhà mày ở đây đi. Thôi tao đi về đây.